Rồi, chào tất cả mọi người đến với video mình nhé. Đây, hiện tại đang có một bộ chiếu đôi của Ly chiếu văn luôn. Nói chung bộ này là chiếu văn luôn cho mình nhé. Hai mặt đều đẹp. Mặt kia thì nó còn nói chung là nó đẹp hơn mặt này, nhưng mà mỗi tội ở cái là văn nó ít thôi. Mặt kia thì văn ít thôi, nhưng mà mặt kia nó liền lạc như cả các mặt. Mặt kia nhà anh em nhé. Đây này, bây giờ em sẽ quay đầu cho anh em xem nhé. Đấy, cái đầu thì do quay buổi tối, cái này là mới tải xong nên là nó hơi nhìn nó hơi tối, hơi đen một tí nên nhé. Nếu mà anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em, số điện thoại thì em có để ở góc màn hình nữa nhé. Hàng văn rất là đẹp luôn, hàng văn cực kỳ đẹp luôn. Anh em có thể nhìn thấy nhé, văn cái này gọi là siêu văn luôn, lâu lâu mới được một bộ thôi anh em ạ, chứ không phải lúc nào cũng được mấy bộ liên như thế này đâu. Thì hiện tại bộ này thì em bán giá là 50 triệu làm 3 chiếc nhé, 50 triệu nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Này, đầu bên này nè, đầu bên này thì anh em có thể nhìn thấy nhé. Cái này nó chỉ bị dăm gỗ thôi nhé. Tại vì là cái lúc mà cái khúc gỗ mà người ta để mà nắng ấy, thì nó để mà nắng lâu ấy, thì nó sẽ có hiện tượng là dăm gỗ. Đấy, là để mà nắng lâu thì có hiện tượng là dăm gỗ nên nhé. Đấy, nước gọi là nước dăm, nước gió đấy. Còn bây giờ nói chung thì anh em có thể nhìn thấy hai tấm văn đều đẹp như nhau. Cái này là văn chín luôn anh em nhé.